Như vậy là trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Sài Gòn đã bắt đầu. Đội chủ nhà SHB Đà Nẵng với trang phục màu cam sẽ bảo vệ cầu môn phía bên phải và nhỏ quý vị và các bạn. Ở trận đấu diễn ra vào lúc 18 giờ sẽ là trên sân vận động Bạch Trai, Hải Phòng sẽ tiếp đón Sông Lam Nghệ An. Vào trận đấu muộn nhất trong ngày hôm nay trên sân vận động Hàng Đẫy thì câu lạc bộ Hà Nội sẽ tiếp đón Tottenham Bình Định. Trọng tài đã thổi phạt Ngọc Toàn trong tình huống vừa rồi. Đội hình ra quân bên phía đội chủ nhà trong trận đấu này Rafael Sơn, vẫn là Rafael Sơn, cơ hội dứt điểm không vào. Pha dứt điểm ở góc hẹp của Rafael Sơn. Pha đưa bóng rất hay, loại bỏ các cầu thủ hàng phòng ngự của các cầu thủ Sài Gòn. Rafael Sơn đã đối mặt với thủ môn Văn Phong, nhưng pha dứt điểm của anh ở góc hẹp là rất khó để chiến thắng được thủ môn Văn Phong. Trong tình huống vừa rồi chúng ta thấy thủ môn Văn Phong đã khép góc kịp thời. Có lẽ sẽ một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Sài Gòn. Người thực hiện quả đá phạt góc sẽ là Văn Ngọ. Không được, bóng không đến được vị trí của đội Melo. Vẫn còn KB, đội Melo rất nguy hiểm. Đó là sở trường của cầu thủ đội Melo. Bóng đã đi vọt sang hàng trong tình huống vừa rồi. Sau khi có pha đánh đầu thì đội Melo đã bị đau ở mặt. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bị theo rất sát bởi Đình Hoàng nhưng Đỗ Melo vẫn đánh đầu, bóng đi rất căng. Phá Văn Long. Và tranh chấp giữa Quốc Trí và Ngọc Toàn. Phạm Văn Long, Rafael Sơn, Đặng Anh Tuấn rất nhịp nhàng đặt bóng. Đó là pha băng vào đánh đầu của Croatia, nhưng bóng đã đi chệch cột dọc trong tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đường truyền vào phía trong của Phạm Long cho Croatia, có vẻ như bóng đã chạm tay của Croatia đi chạy cú dọc. Đứng trước bóng là Phạm Văn Long, Thanh Thịnh. Không được. Tình huống đá phạt của Phạm Văn Long, bóng đi vọt sang ngang. Ở cự ly gần như thế này phải đòi hỏi cầu thủ đá phạt phải có kỹ thuật điêu luyện và cảm giác rất tốt. Một lần nữa xem lại pha đá phạt của Phạm Văn Long. Nếu bóng đi vào cầu môn thì cũng đúng vào vị trí của thủ môn Văn Phong. Kế B, Đỗ Melo dứt điểm. Đó là pha dứt điểm của cầu thủ người Hàn Quốc U Sang Ho. Một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Sài Gòn. Hiệp 1 được bù giờ 1 phút. Đây là quả đá phạt góc thứ hai của câu lạc bộ Sài Gòn ở trong hiệp 1. Đánh đầu không được.
Một tư thế đánh đầu rất khó của Đỗ Melo sau khi bị Rafelson kèm rất chặt. Melo đã có 3 bàn thắng ghi được ở mùa giải này cho câu lạc bộ Sài Gòn. Khá nguy hiểm, vào tỷ số được mở cho câu lạc bộ Sài Gòn. Đỗ Melo đã không ăn mừng và đây cũng là đội bóng đã giúp anh thành danh tại Việt Nam. Tỷ số là 1-0 sau pha đá phạt góc. Đây cũng là bàn thắng thứ tư của Đỗ Melo ghi được ở mùa giải này cho câu lạc bộ Sài Gòn. Tính đến thời điểm này thì câu lạc bộ Sài Gòn đã ghi được 4 bàn thắng. 4 bàn thắng của câu lạc bộ Sài Gòn sau 10 trận đấu đều do công của Đỗ Melo. Và họ đã để thủng lưới 10 bàn. Với lão tướng Đỗ Melo, anh vẫn là một mũi nhọn quan trọng trên hàng công của câu lạc bộ Sài Gòn ở mùa giải này. Không có ai theo kèm đối với Đỗ Melo trong tình huống này. Rất thoải mái để dứt điểm. Cự ly dứt điểm của Đỗ Melo là 3m. Toàn bộ các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã tập trung theo kèm đối với KB và đã để lọt đối với Đỗ Melo. Tỷ số bây giờ là 1-0 nghiêng về phía câu lạc bộ Sài Gòn. Đặng Anh Tuấn rất thoáng. Phạm Văn Long đánh đầu không vào. Đó là pha bằng vào đánh đầu của Rafelson nhưng bóng đi chạy cột dọc. Và lên bóng nhịp nhàng của các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Ở trong hiệp 1 thì Rafelson đã có 2 pha dứt điểm nguy hiểm. Và bây giờ trong hiệp 2 anh đã có 1 pha đánh đầu cận thành. Nhưng rất tiếc cho SHB Đà Nẵng là Rafelson đã đánh đầu bóng đi chết cột dọc. Là lưới của họ đã không rung lên. Dứt điểm khá nguy hiểm, tỷ số là 2-0. Một bàn thắng rất tuyệt vời, rất đẹp mắt. Đó là cầu thủ vào sân thay người đã có bàn thắng. Đó là Xuân Quý. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 59 của trận đấu. 2-0 dành cho câu lạc bộ Sài Gòn. Công nhận Croatia không vào. Pha ngả người bắt vô lề của Croatia, bóng đã đi vọt xa ngang. Rất tiếc cho SHB Đà Nẵng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Không có ai theo kèm đối với Croatia. Camera Santos đang bị đau. Đây là Hà Đức Chinh. Dứt điểm từ xa không được. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ SHB Đà Nẵng và tạt bóng vào phía trong của Minh Tâm nhưng không thành công. Văn Ngọ đang về hỗ trợ phòng ngự tốt cho đánh đầu. Đó là pha đánh đầu của Rafelson nhưng bóng đã đi chạy cú dọc. Ngày hôm nay không phải là ngày may mắn của tiền đạo người Brazil Rafelson. Anh cũng đã có những cơ hội có thể ghi được bàn thắng. Về phía khung thành của câu lạc bộ Sài Gòn, thời gian đang ủng hộ đối với các cầu thủ Sài Gòn. Đây là Văn Ngõ, đường chuyền vào không được. Đường chuyền vào cho Quốc Chí của Văn Ngõ thiếu đi độ chính xác. Một quả đá, bóng vẫn còn trong sân. Xuân Quý. Bây giờ mới là một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Sài Gòn. Bù giờ thứ 3 của trận đấu. Cơ hội không được. Dứt điểm vào, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2.
Người ghi bàn đó là Raven Sơn. Cuối cùng thì Raven Sơn đã ghi được bàn thắng cho riêng mình. Pha đánh đầu của Croatia. Tình huống dứt điểm của Almeida Santos, bóng bật ra đến chân của Raven Sơn, ngay lập tức anh đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho SHB Đà Nẵng. Thủ môn Văn Phong đã rất dũng cảm ra cản phá sau tình huống dứt điểm của Almeida Santos.